đó các bạn. Tiếp theo bài viết trong series về hướng dẫn blogger này thì mình sẽ tiếp tục. Bài trước mình đã hướng dẫn các bạn các phần quản trị trong blogger có tác dụng gì rồi. Bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt một thêm blog lên cài đặt mẫu cho blogger cách đơn giản nhất và gặp ít lỗi nhất nhé. Đầu tiên thì bây giờ chắc các bạn đã có một cái blog cho riêng mình rồi đúng không? Bây giờ thì các bạn vô cái blog các bạn đã tạo hôm bữa. Ở đây thông thường các bạn tải các blog theo xu hướng 2017 thì các bạn nên tắt cái giao diện mobile đi. Rồi giao diện mobile họ đã thiết kế sẵn cho trong cái code HTML rồi, cho nên là không cần dùng cái chức năng giao diện điện thoại giao diện di động của mặc định của blogger nữa. Giao diện này sẽ chuyên nghiệp hơn. Để cài đặt thêm blog cách đơn giản nhất và gặp ít lỗi nhất thì các bạn nên cài cho mình cái Notepad cộng nha. Thì cái Notepad cộng thì các bạn lên Google search là Notepad cộng là nó sẽ ra phiên bản mới nhất, các bạn tải thôi. Sau khi tải xong thì các bạn chỉ việc kích chuột phải vào file thêm blog các bạn đang muốn up lên, chọn vào Edit with Notepad, có nghĩa là các bạn mở file thêm nó bằng cái phần mềm Notepad các bạn vừa cộng các bạn vừa cài đặt, sau đó là copy tất cả quay trở lại cái blog vừa tạo, bấm chỉnh sửa HTML, xóa toàn bộ đoạn code đã có sẵn trên blog và dán đoạn code mới vào, sau đó bấm lưu chủ đề rồi xong. Trong blog nó có chức năng sao lưu và khôi phục, nhưng mà nếu các bạn làm theo cách này, khi các bạn bấm vào đây chọn tẹp để up mẫu lên thì sau khi các bạn up lên nó sẽ hiện ra rất nhiều tiện ích mặc định của blogger, ví dụ như là bản quyền cung cấp bởi blogger, hay là giới thiệu bản thân, hay là một lưu trữ chẳng hạn. Như vậy thì các bạn sẽ mất công vào trong phần mẫu đi xóa, tại vì như vậy sẽ có nhiều bạn không biết làm. Như vậy thì các bạn đã up xong mẫu cho blogger rồi. Chúc các bạn thành công nha.